Dạ, shop Thanh Trực mến chào quý cô chú và anh chị đã đến với kênh Đồ Sư Mê Công. Thì hôm nay shop của em có một số đồ gốm, đồ đồng và tranh đá để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua ủng hộ shop của em. Rồi mã số một xe đầu tiên hôm nay thì em có một cặp nai, chất liệu của nó là bằng đồng, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Hai con này là một con đực và một con cái nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao từ cái sừng con nai mà xuống tới cái chân của nó là 83. Chiều dài từ cái miệng của nó mà đến cái đuôi của nó là 40. Hoành bụng là 41. Hai con này trọng lượng nặng của nó là 20 kg hai con này nha quý cô chú và anh chị. Rồi mở số 1C đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị cặp nai này 11 triệu 500. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 2 xe này thì em có một cái sâm chầm 7 con kỳ lân. Bên trong cái sâm chầm này là hàng sạch sẽ, không có ba vớ gì hết ngang của cô chú và anh chị. Chiều cao của cái sâm chầm này là 54. Hoành bụng của ba con kỳ lân ở phía trên á là 97. Hoành đế là 70. Cân nặng của cái sâm chầm này á là 11 kg, một cái sâm chầm này. Rồi mã số 2C này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái sâm chầm này 7 triệu 500 ngàn. Em bao đánh bóng và em bao với sếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3 này thì em có một bộ lư nhỏ, chất liệu của nó cũng là bằng đồng luôn, hàng thì cũng liền lạc và lành lặn luôn. Bên trong cái bộ lư này nó cũng là sạch sẽ, em lấy hết ba vớ ra rồi nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cái bộ lư này là 33, ngang lại là 26, quỳnh đế ở dưới là 49. Chiều cao của cái chân đèn này là 27. Ngang lại của cái nắp chân đèn á là 11. Bộ lư này thì trọng lượng nặng của nó là 3,5 kg nha quý cô chú và anh chị. Rồi bộ lư này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2 triệu 500 ngàn. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4 này thì em có một cái bình gốm chu đậu, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của cái bình này là 26, ngang miệng bình là 9 phân, hoành bụng của nó là 55. Rồi cái bình gốm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu 300 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 5 này em cũng có một cái bình gốm nữa, hàng thì liên lạc và lành lặn hết. Ở đây là được ấy nổi nhân quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái bình này là 29, ngang miệng bình là 11, hoành bụng là 63. Rồi cái bình này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 6 xe này em cũng có một cái bình bông này nữa, chiều cao của cái bình này là 27, ngang miệng bình là 8 phân, hoành bụng là 51. Rồi cái bình này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 7 này thì em có một bộ tách trà gồm 6 cái ly và cái dĩa và cái bình trà. Tích của nó là phong cảnh. Chiều cao của cái ly này là 4 phân, ngang lại là 5 sân. Ngang của cái dĩa mà mình đựng 6 cái chung trà này là 18. Chiều cao của cái bình trà này là 10 sân. Rồi một bộ tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu 200 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9 này thì em có được 9 cái dĩa hòn gốm Nhật. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Những hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay hết nghe của cô chú và anh chị. Nước men thì rất là sáng luôn. Chân đế của nó.
Ngang của cái dĩa này là 19. Rồi chính cái dĩa hòn gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 900 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9 này thì em có được 4 cái dĩa cũng là hòn gốm Nhật luôn. Bên trong là chân đế đó. Ngang của cái dĩa này là 22. Rồi 4 cái dĩa hàng gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 10 này em có được 6 cái dĩa hàng gốm Nhật nữa. Nước men thì quý cô chú anh chị khỏi phải chê luôn, rất là sáng à. Ngang của cái dĩa này là 20. Rồi 6 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 11 này thì em cũng có được 5 cái dĩa hàng gốm Nhật. Bên trong dĩa đó, chân đế đó. Ngang của cái dĩa này là 19. Rồi 5 cái dĩa hòn gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 12 này em cũng có 5 cái dĩa hòn gốm Nhật, dĩa hột xoài này. Chân đế. Chiều dài của cái dĩa này là 17, ngang lại là 12. Rồi 5 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 13 này thì em có được 2 cái tô hòn gốm tàu ạ. Chiều cao của cái tô này là 8 sân, ngang lại là 12 sân rưỡi. Rồi 2 cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14 này thì em có một cái tô hòn gốm Nhật nữa. Hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay hết. Cao của cái tô này là 7 phân, ngang lại là 21. Rồi cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 15 này thì em có được 3 cái chén hòn gốm Nhật. Chiều cao là 5 sân, ngang lại là 10 sân. Rồi 3 cái chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã 16 này thì em có được chục cái chén hòn gốm Nhật. Bên trong chén này, chân đế đó. Cao của cái chén này là 5 phân, ngang lại là 12 sân. Rồi một chục chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 17 xe này thì em có một cặp tôm hòn gốm Biên Hòa xưa. Nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của con tôm này là 9 sân, chiều dài là 27, ngang lại là 17. Rồi một cặp tôm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 18 và mã số 19 này thì em có một cặp đàn gốm. Cái bào bằng gốm, cái họng của nó thì bằng đồng, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn, không có bị lủng chảy gì hết. Chiều cao của cái đàn này là 44, quanh bụng là 24. Rồi mỗi cây đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.200.000 một cây. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 20 này thì em có một bức tranh đá tứ quý. Cái khung của nó là khung gỗ gụ bây giờ nha quý cô chú và anh chị. Tích của nó là ông Khương Tử Nha câu cá. Chiều cao của bức tranh này là 1m2. Ngang lại của một bức là 36. Chiều cao của cái miếng đá ở trong là 73, ngang lại của miếng đá là 21. Này là mặt sau của bức tranh.
Rồi mã số 20C này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Bức tranh đá tứ quý này 5.200.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 20 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì cuối clip em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Vậy em cảm ơn.